đầy bụng, khó tiêu đến mấy, uống thứ này cũng được hồi sinh. Sáng nay tôi có nhận được một tin nhắn của bạn anh tên là Tú ở Dương Nội, Hà Đông, có hỏi: con ăn rất ít, mỗi bữa chỉ được lưng bát cơm, nhưng không hiểu sao mỗi lần ăn xong là bụng cứ trướng lên, ợ chua liên tục, rất khó chịu, không biết có phải bị dạ dày không thầy? Tôi xin chia sẻ thế này: có rất nhiều người ăn ít cơm nhưng lại vẫn bị đầy bụng khó tiêu, chứ không phải là cứ ăn no mới khó tiêu đâu và trướng bụng đâu. Thực tế việc đầy bụng sau khi ăn, ngoài lý do ăn phải các thực phẩm khó tiêu, sinh hơi như nước ngọt có ga, gà rán nhiều dầu mỡ, thịt thầm, vân vân, thì đại đa số những người bị đầy bụng khó tiêu chủ yếu liên quan đến tổn thương, mà một trong những vấn đề phổ biến nhất là do trào ngược dạ dày, khe tiết dịch thoát ra khỏi dạ dày, gây kích thích thực quản, dẫn đến tình trạng đầy bụng khó tiêu. Một số người nặng hơn thì ợ nóng, ợ chua, đau rát thượng vị. Còn biến chứng lâu dài thì đương nhiên là có thể gây viêm loét, xuất huyết dạ dày, thậm chí là ung thư. Dân gian xưa có một bài thuốc cổ đặc trị trào ngược dạ dày rất hay, mà sau này được rất nhiều lương y áp dụng thực nghiệm với các bệnh nhân của mình cho hiệu quả cao, có tên là bình vị kích tiêu tha. Tiện đây tôi xin chia sẻ luôn cho các anh chị bài thuốc này. Thành phần bài thuốc gồm: bán hạ chế, chỉ sát mỗi loại 10g, hách tao nhân, phòng sâm mỗi loại 20g, viễn trí, trần bì, cam thảo mỗi loại 12g, ngoài sơn, sát căn, liên nhục, ngưu tất, bạch chuột mỗi loại 16g. Cách dùng: các vị thuốc trên rửa sạch cho vào ấm phiến sắc với nước uống theo tỷ lệ 1 lít nước lấy 0,3 lít thuốc, một thang chia 2 lần uống trong ngày, sau ăn khoảng 30 phút, ngày uống 2 lần, dùng từ 7 đến 10 ngày là tình trạng trào ngược dạ dày sẽ ổn định, bệnh nhân ăn ngon, tiêu hóa tốt, cuộc sống trở lại bình thường. Thầy Bình, Nam Dược trị nam nhân.